được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế. Lĩnh vực bất động sản có vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định cho nền kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế, lĩnh vực khác cùng phát triển. Do đó, để thị trường bất động sản được khơi thông thì cần phải có sự tham gia của các bên, từ cơ quan quản lý đến nhà đầu tư, nhằm tìm ra một giải pháp tổng hợp đưa thị trường bất động sản đi vào hoạt động minh bạch và ổn định hơn. Vấn đề liên quan đến lao động, giải quyết bài toán lao động, giải quyết đến bài toán vật liệu, vật tư xây dựng và các cái ngành nghề khác liên quan đến cái lĩnh vực để tạo ra một cái sản phẩm nhà ở, người ta tính gần hơn 50 ngành nghề liên quan với nhau. Như vậy đây là cái câu chuyện mà chúng ta còn cân nhắc. Và cái quan trọng nữa là cái việc tiền sử dụng đất đóng góp cho ngân sách. Cái mà chúng ta, cái ngân sách chúng ta hiện tại rất là eo hẹp. Do vậy chúng ta cần phải giải quyết bài toán này, còn nếu không thì đây là cái câu chuyện muôn thuở của thị trường bất động sản Việt Nam. Để tạo môi trường lành mạnh cho thị trường bất động sản, các chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng cần phải tháo gỡ vướng mắc về thể chế pháp luật. Và làm sao nó có một cái phối hợp chung của các bộ ban ngành đó có liên quan bất động sản để ra một cái chính sách chung và một cái nghị định chung nào đó mà nó phù hợp nhất cho từ luật đầu tư đến luật đất đai, luật nhà ở mà tạo ra một hành lang lúc mà đi làm giấy phép, thủ tục cấp phép thì nó nhanh gọn mà nó đúng pháp luật. Đó mà hiệu quả thì cũng hy vọng là những cái điều hướng của chính sách của nhà nước á, nó cũng cần phải có cái sự phù hợp để mà hỗ trợ được cho thị trường bất động sản, nó thứ nhất là nó lành mạnh hóa được, nhưng mà thứ hai là cũng phải nó tạo được một cái tâm lý rõ ràng cho bản thân các chủ đầu tư cũng như các nhà đầu tư. Tại hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý, nhưng tăng cường kiểm tra giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước. Doanh nghiệp kỳ vọng trong nửa cuối năm nay, dòng vốn tín dụng cho bất động sản sẽ được khơi thông, gỡ khó cho thị trường. Để tránh ngộ nhận, thì chúng tôi có đề nghị ngân hàng nhà nước là thay thế cái từ kiểm soát các cái khoản vay tiêu dùng có giá trị lớn thay bằng cái từ là tăng cường quản lý hay là quản lý các cái khoản vay lớn. Cho nên chúng tôi đề nghị ngân hàng nhà nước nên sửa đổi lại cái dự thảo thông tư này một cách nó minh bạch và dễ hiểu và không để cho các ngân hàng thương mại khó trong cái thực hiện cái công việc của mình và cũng tạo điều kiện cho người có nhu cầu thực. Trong cái bối cảnh 6 tháng cuối năm ấy thì chính phủ hay là trung ương để định hướng thực hiện tốt cái hoạt động tín dụng cho lĩnh vực phục hồi tăng trưởng kinh tế. Điều đó không có nghĩa là cái hệ thống ngân hàng siết cái tín dụng bất động sản mà vẫn lựa chọn cho vay các cái dự án, các cái đối tượng vay hiệu quả, đặc biệt là cho vay để mua nhà để ở, đấy, cho vay để với mục đích là sử dụng hình thành những căn hộ để ở đối với người dân thì vẫn bình thường. Trong kiến nghị gần đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không vì một số ít doanh nghiệp có sai phạm vi phạm pháp luật mà siết quá chặt. Siết cả doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, tuân thủ pháp luật đang chiếm đa số trong nền kinh tế. Hiệp hội cũng thống nhất với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 153 theo hướng chấn chỉnh, uốn nắn hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu riêng lẻ, để làm sạch thị trường trái phiếu.